Ngọc Thơ thời báo chấm D Kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin nếu không cải tổ chính trị Việt Nam sẽ tụt dốc ngày 5 tháng 6 blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bình luận Việt Nam nên kinh tế bên kia sườn dốc mở đầu tác giả đánh giá như một cơ thể đang lớn kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao trong hơn 20 năm qua nhưng giờ đây không gian phát triển đang bị thu hẹp dần và đang trường dần về phía bên kia sườn dốc. Tác giả cho biết năm ngoái tăng trưởng cao nhất trong 12 năm khi GDP chính thức công bố là 8,02%. Nhiều người nghi ngờ con số này, nhưng không một ai có đủ năng lực để kiểm chứng. Hình ảnh bài trên blog VOA. Từ kết quả này, theo tác giả, quốc hội đã rất lạc quan đặt ra mục tiêu tăng trưởng cho năm 2023 là 6,5% và lạm phát là 4,5%. Mặc dù những di chứng của đại dịch đang bắt đầu âm thầm phát tác, sau năm tháng dựa vào một số báo cáo và phát biểu của quan chức chuyên ngành cùng với cảm nhận thực tế, chúng ta thấy kinh tế Việt Nam đang vô cùng ảm đạm và năm 2023 dự báo sẽ gần thoái trào. Ngày 9 tháng 5, trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói rằng nhiều doanh nghiệp lớn đã phải bán gần hết tài sản của mình, chỉ được bằng 50% giá trị và khách mua toàn là người nước ngoài. Nhìn vào danh sách những thương vụ M&A, mua bán và sát nhập lớn nhất của năm 2021 và 2022, tác giả cho biết các hoạt động được tiến hành ở lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và bán lẻ. Trong đó có nhiều vụ chuyển nhượng bất động sản mà cho nhà đầu tư nước ngoài như dự án Ngân Hà đã chuyển sang cho Gamuda Land của Malaysia. Novaland nhận được đầu tư từ quỹ Warburg Binkers. Điều 4 luật đất đai năm 2013 đang có hiệu lực quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý từ ban đầu là tài sản của nhân dân. Sau một số quyết định hành chính đã trở thành tài sản của các tập đoàn tư nhân và bây giờ đang lần lượt về tay ngoại quốc. Tác giả nhận xét một nền kinh tế muốn phát triển bền vững phải có công nghiệp sản xuất. Hiện nay chúng ta không có một nền sản xuất và công nghiệp nặng đáng kể nào có thể nêu tên. Trước đây, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã vào Việt Nam với ý định sẽ chuyển giao công nghệ, tìm kiếm những nhà thầu trong nước, thiết lập chuỗi cung ứng nội địa để giảm giá thành sản xuất. Nhưng sau hơn 20 năm, từ quy hoạch các ngành kinh tế rất đồ sộ đã dần dần chuyển thành quy hoạch các ngành cung ứng nguyên phụ liệu và rồi cuối cùng vẫn không thể đáp ứng được các yêu cầu nhỏ nhất của các nhà sản xuất, hình ảnh xu hướng đáng ngại của nền kinh tế. Đồng thời theo tác giả, số lượng doanh nghiệp do người nước ngoài làm chủ tại Việt Nam ngày càng nhiều và kích thước ngày càng bé, đó là điều vô cùng đáng ngại khi các nước xung quanh cũng đang gồng mình giữa cuộc đua làm ăn và đã bung mình ngay trên sân khách. Không một ngành nghề dịch vụ nào có được dấu ấn đặc sắc của riêng chúng ta ngoại trừ hình ảnh đậm nét nhất là làm thuê cho các ông chủ nước ngoài ngay trên chính quê hương mình. Và tác giả nhận định nếu như yếu kém của toàn bộ nền kinh tế là vấn đề trong suốt nhiều năm, thì năm nay trục trặc ở hệ thống ngân hàng là sự cố lớn nhất có khả năng kích hoạt một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Bởi vì hơn 10 năm qua, ngân hàng đã đứng ra bảo lãnh phát hành lòng vòng quá nhiều trái phiếu cho doanh nghiệp như một kiểu đa cấp cắn đuôi nhau để hưởng lợi trong chính tháp nhà của mình khi xảy ra các vụ khủng hoảng như flc tân hoàng minh vạn thịnh Phát đã xô đẩy hàng loạt các doanh nghiệp không thể phát hành tiếp trái phiếu để trả nợ mà quay vòng tiếp ở cấp độ sản xuất nhỏ tác giả đánh giá các doanh nghiệp rất khó tiếp cận vốn vay vì tài chính kém minh bạch tài sản đảm bảo thiếu khả năng quản lý kém và lãi suất cao do vậy cái gốc của nền kinh tế không được đảm bảo như cây đang lên mà không có rễ nhỏ để nuôi thân chỉ cần một cơn gió là đổ xuống ở một chiều kích khác tác giả nhận xét chưa bao giờ vay tiền để đi nước ngoài dễ dàng như bây giờ nó đang trở thành một xu hướng giải ngân cơ bản của các ngân hàng ở vùng nông thôn bởi vì thực sự là đi làm thuê ở nước ngoài luôn có một khoản tiền đều đặn gửi về để trả lãi trong khi các doanh nghiệp nước ngoài đang đi vào việt nam chúng ta bắt đầu rời bỏ quê hương để bán sức lao động đơn thuần ở nơi xa xôi. Đây chỉ là kiểu bóp ngắn cắn dài rất mong manh. Các tập đoàn lớn của nhà nước liên tục lỗ mà vẫn giữ được ưu ái, vai trò chủ đạo và bao trùm lên toàn bộ nền kinh tế là một bộ máy toàn trị đang khô dầu. Toàn bộ hệ thống chính quyền của Việt Nam đang bị ngưng trệ vì thiếu phong bì bôi trơn. Trong khi đó, Do chiến dịch đốt lò, việc nhận phong bì đã trở nên kín đáo hơn và khó khăn hơn. Khi người khôn của khó thì quan tham hơn và dân cũng gian hơn. Tác giả kết luận, nếu không có một tầm tư duy mới để cải tổ chính trị và mở ra những không gian phát triển kinh tế khác, chúng ta sẽ dần dần xuống dốc rồi rơi tởm vào bảy thu nhập trung bình và năm 2023 này sẽ là dấu chỉ ban đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Nếu không cải tổ chính trị, Việt Nam sẽ tụt dốc. Liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng IUU? VOA Tiếng Việt ngày 2 tháng 6 đưa tin Phó Thủ tướng cảnh báo nguy cơ bị thẻ đỏ IUU nếu Việt Nam không gỡ được thẻ vàng. Theo đó, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hôm 1 tháng 6 yêu cầu các cơ quan chức năng Việt Nam phải hành động quyết liệt để gỡ thẻ vàng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU khi thời hạn giải quyết mà Ủy ban châu Âu EC áp đặt đã gần hết. Hình ảnh tin trên VOA IUU là viết tắt của cụm từ khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo theo quy định. Đây là quy định về chống đánh bắt hải sản IUU được Ủy ban châu Âu EC ban hành tại quy định số 1005 trên 2081 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2010. Mục tiêu của IUU là nhằm thiết lập một hệ thống trên toàn châu Âu EU để ngăn chặn và loại bỏ việc nhập khẩu các sản phẩm thủy sản bị khai thác IUU vào thị trường EU. VOA cho biết Việt Nam bị Ủy ban châu Âu phạt thẻ vàng vào tháng 10 năm 2017 và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng IUU. Hình thức cảnh cáo thẻ vàng là một trong những bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu được EU thông qua năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt nhằm để cho các quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Theo VOA, thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. Theo báo cáo được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến trình bày tại cuộc họp hôm 1 tháng 6, việc thực thi luật thủy sản, các quy định chống khai thác IUU ở các địa phương còn chưa đồng bộ và chưa đạt yêu cầu với số lượng các vụ vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác IUU vẫn còn nhiều, trong khi tỷ lệ xử lý các vụ vi phạm còn thấp và chưa đồng đều giữa các địa phương. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết công tác chống khai thác IUU cũng đã có nhiều tiến bộ hơn sau 5 năm mà Ủy ban châu Âu cho phép để hành động chống khai thác IUU và thực hiện các khuyến nghị của họ. Kể từ sau khi phạt thẻ vàng, EC đã kiểm tra thực tế Việt Nam 3 lần vào các năm, 2017, 2019 và 2022, VOA cho hay. EC cho biết họ sẽ quay lại Việt Nam kiểm tra lần thứ tư vào tháng 10 tới. Hình ảnh tàu đánh bắt cá xa bờ của Việt Nam. Để chuẩn bị cho lần kiểm tra này, theo VOA, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ trực tiếp dẫn đầu đoàn kiểm tra công tác chống IUU tại một số địa phương. Ông yêu cầu các địa phương phải có những hành động mạnh mẽ hơn để gỡ bỏ thẻ vàng nếu không muốn bị thẻ đỏ và mất thị trường xuất khẩu hải sản sang châu Âu, Việt Nam có thể phải đối mặt với khoản thiệt hại lên tới 480 triệu USD mỗi năm trong xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU nếu bị phạt thẻ đỏ. Chính phủ Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ quyết tâm chấm dứt tình trạng vi phạm IUU trong nhiều năm, từng đặt ra nhiều thời hạn để hoàn tất việc chấm dứt tình trạng này nhưng có vẻ lần nào cũng không đạt yêu cầu, vì vậy những thời hạn này cứ bị lùi rồi lại bị lùi. Một số lần mà chính phủ Việt Nam hô hào quyết tâm được báo chí nhà nước đưa tin có thể kể đến như vào tháng 7 năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã nhấn mạnh quyết tâm phải chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ thẻ vàng. Vào tháng 12 năm 2022, Thủ tướng đưa ra thời hạn chấm dứt tình trạng đánh bắt hải sản trái phép trước 31 tháng 3 2023. Nhưng đến 18 tháng 4 2023, Thủ tướng vẫn yêu cầu các tỉnh báo cáo về tình trạng này trước ngày 15 tháng 5. Và nay, lời cảnh báo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thì thấy rõ hiện nay vẫn chưa đạt được kết quả theo yêu cầu của EC. Nếu vẫn tiếp tục duy trì tình trạng này thì e rằng Việt Nam khó mà gỡ được thẻ vàng. Và với tình trạng bết bát hiện nay của nền kinh tế, có thể thẻ đỏ này sẽ là một cú đẩy nhẹ bồi tiếp sau những vấn đề về dệt may, điện, xăng dầu, bất động sản, trái phiếu khiến cho nền kinh tế Việt Nam rơi xuống vực thẳm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đề với bản tin liệu Việt Nam có gỡ được thẻ vàng IUU. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d